Cotton là chất liệu vải được các chuyên gia cũng như người sử dụng tin dùng trong may mặc. Tuy nhiên, cotton có những ưu nhược điểm gì? Cách phân biệt cotton với các chất liệu vải khác thì không phải ai cũng biết. Video này sẽ giúp các bạn làm rõ những vấn đề trên. Ưu điểm của cotton là có độ thẩm thấu tốt, hút mồ hôi và thoát nhiệt. Nhược điểm của sợi cotton là khô và cứng hơn, độ co giãn kém. Khi mà mình sử dụng thì mình nên pha với các cái sợi tổng hợp khác. Có 3 phương pháp để phân biệt vải cotton: phương pháp trực quan, thứ hai là phương pháp dùng nước, thứ ba là phương pháp nhiệt học. Bằng phương pháp trực quan, khi nhìn vào thì thấy sản phẩm mềm mịn, mát tay, có độ đồng đều không cao, có độ xù lông nhẹ, và khi bò nhẹ thì thấy để lại nếp nhăn trên sản phẩm. Khi mà mình kéo một sợi cotton thì sợi dai, khi đứt thì đầu sợi gãy sẽ không gọn. Khi mà thấm nước thì sợi sẽ dai hơn và có kéo đứt hơn. Phương pháp dùng nước, khi mình nhỏ một ít nước lên vải cotton thì vải cotton sẽ ngấm nước nhanh hơn, độ ngấm nước nhiều hơn và nước sẽ lan rộng trên bề mặt vải. Phương pháp nhiệt học, khi mà đốt vải cotton lên thì do cotton có thành phần cellulo, ngọn lửa cháy có màu hồng, tro thì sẽ màu xám và thơm mùi giấy cháy.